hàng ngàn dân chúng địa phương tham dự buổi chạy vượt cầu Florida Keys lần thứ 31. Trong buổi tổ chức chạy bộ vượt cầu Florida Keys vào ngày thứ Bảy, hàng ngàn vận động viên đã ghi danh tham dự buổi chạy bộ truyền thống vượt cầu Florida Keys hàng năm. Theo nguồn tin được ghi nhận từ đơn vị tổ chức chạy bộ vượt cầu dài 7 dặm, đây là chiếc cầu dài nhất tại khu vực Florida Keys. Tổ chức cuộc chạy vượt cầu đã thành công với hơn 1.500 vận động viên đã vượt qua chặng đường 7 dặm. Chính quyền địa phương phải ngưng toàn bộ giao thông từ cả hai phía trong khoảng 2 giờ 15 phút. Cả hai vận động viên nam và nữ cư trú tại Florida đều thắng cuộc chạy bộ vượt cầu nói trên. Đây là cuộc chạy bộ vượt cầu truyền thống được tổ chức lần thứ 31 tại tiểu bang Florida. Vào năm 1982, chính quyền địa phương tổ chức cuộc chạy bộ vượt cầu đầu tiên sau khi chương trình tái xây cất những chiếc cầu dành cho xe lửa được sửa chữa thành cây cầu dân sự. Chiếc cầu thứ 37 cuối cùng cũng vừa hoàn tất. Chính quyền địa phương tổ chức buổi vượt cầu dài 7 dặm và từ đó trở thành truyền thống chạy bộ vượt chiếc cầu dài 7 dặm tại khu vực Florida Keys, được nhiều vận động viên khắp mọi nơi trên Hoa Kỳ đến để tham dự. Với cái tên chương trình chạy bộ vượt cầu 7 dặm trở nên thông dụng và nổi tiếng, hầu như mọi cư dân cư trú tại vùng Đông Nam của Hoa Kỳ đều biết đến cuộc chạy vượt cầu nổi tiếng này. Vận động viên nam John Volpe đến từ thị trấn Boca Raton về nhất với thời gian vượt 7 dặm cầu là 35 phút 51 giây. Trong khi đó, thì vận động viên nữ đầu tiên, cô Angela Cobb, đang cư trú tại khu vực biển Melbourne, đến đích đầu tiên sau hơn 43 phút 36 giây chạy bộ. Các vận động viên đoạt giải nhất đều đang sinh sống tại tiểu bang Florida.